Chào anh em, thì nay mình sẽ làm một cái video để giúp những anh em nào mới chơi biết cách kiếm tiền ở game. Thì là mình ở đây có cái phần hai cái hộp này ở trong phần cửa hàng, thì hộp xanh sẽ là miễn phí nhé, và sau khi mở thì nó sẽ có thời gian chờ ở bên dưới để mở hộp tiếp theo. Đấy, và hộp đỏ thì nó cũng có thời gian chờ, nhưng mà anh em phải xem video nhé. Khoảng 15 đến 30 giây là sẽ được mở. Thì là cái hộp xanh thì nó sẽ là mặc định, hộp đỏ thì nó có thể thay đổi thành hộp vàng và hộp vàng tím. Thì hai hộp kia nó sẽ có giá trị trong hộp ngon hơn nhé. Thì anh em muốn xem trong hộp có những cái gì thì anh em nhớ nhìn cái dấu hỏi chấm ở góc này. Đấy, anh em ấn vào đấy. Đấy, nó sẽ hiện ra những phần quà có trong đấy, và bên trên 4% sẽ 3-4% này là tỷ lệ ra, và bên dưới cái 5-7 này hoặc là 1-3 này nó chính là cái kiểu số lượng ra đấy. Đây là từ 1-3 item vàng, 5-7 là 5-7 gold đấy. Và tiếp theo đó là anh em có thể nạp nhé. Thì nạp, nếu mà nạp, nói chung là nếu mà nạp thì anh em cố gắng nạp các cái gói ở bên dưới này, nó sẽ có các đợt khuyến mại. Thì anh em đợi khuyến mại cứ khoảng dưới 50% thì anh em có thể nạp, không thì anh em có thể đăng bài lên group hỏi anh em là gói này tầm bao nhiêu thì có thể nạp được. Còn nếu anh em không xác định nạp thì là cũng phải nạp gói này. Gói này khuyến mại nó chỉ có 30.000 thôi, rất là rẻ mà cái những cái lợi nó cho mình rất là nhiều nhá. Nó sẽ hiển thị ở bên đây cho anh em này. Đó, thì trong gói nó có những cái gì, tác dụng nó như thế nào. Đấy, thì nó sẽ có ở bên đây. Anh em cố gắng đọc nhá, đọc kỹ vào. Không lại đến lúc lại thắc mắc thì nó lại hơi phiền. Những cái nó đơn giản thì mình chú ý một chút là được cơ mà. Đó, hoặc là anh em có thể vào nạp. Nhưng mà nếu mà anh em có nhiều tiền nạp ấy thì hãy nạp token nhá. Đừng nạp mà tiền bên đấy vàng, nạp tiền với vàng ấy, thì chỉ đợi khuyến mại cực ngon thì hãy nạp. Khoảng tầm nó ghi là tầm khoảng 400% gì là anh em hãy nạp, còn không nạp chay thì cứ nạp token nhá. Token quay ra thì nó sẽ ngon hơn rất nhiều là mình nạp vàng. Đấy, hên ra thì nó sẽ được rất là nhiều tiền và nhiều vàng luôn. Và tiếp theo anh em có thể kiếm tiền bằng cách là đi chiến dịch này. Đấy, thì hoàn thành các nhiệm vụ chiến dịch sẽ được tiền. Anh chiến dịch này thì anh em không nên dùng item nhé. Đấy, dùng cứ đánh bình thường thôi là win thì sẽ được tiền. Còn anh em muốn hoàn thành, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ 3 nhiệm vụ này cho nó được 3 sao thì anh em có thể lên YouTube nhé, ấn thì nó sẽ ra thôi. Vì có người làm với cái này rồi nên là mình không làm. Đó. Và tiếp theo là anh em có thể đi PVP nhé. Đi PVP này thì anh em chỉ cần nâng khoảng một vài quân chủ lực, tí mình sẽ nói, và anh em biết cách triển khai đầu trận cho nó nhanh ấy, thì là sẽ rất dễ giành chiến thắng và không tốn quá nhiều thời gian và tài nguyên. Thì chủ yếu cày tiền ở PVP này được nhiều này, còn AI này cũng không được mấy đâu, mà nó rất là tốn thời gian. Nếu mà anh em không biết cách chơi ấy, thì phải đến cả tiếng đồng hồ mới xong. Còn đấu giải thì mình không khuyến khích nhé. Đấu giải thì toàn những người, tất nhiên là vẫn có gà, nhưng mà vào đấy thì anh em mà mới chơi chưa biết nhiều ấy, thì là sẽ rất dễ bị ăn hành. Đó, đấy là cái anh em cần biết. Và tiếp theo đó chính là anh em có thể nhận ở cái hộp ở giữa này nhé. Thì cái hộp ở giữa này anh em ấn vào, đây nó có các mốc điểm để nhận các hộp này. 1770 điểm này, đấy 2580 điểm là các cái mốc điểm có thể nhận. Và bên dưới này đó là những thứ mà anh em cần làm để có thể nhận được điểm này. Ở đây thì trong cái hộp này thì là càng nhiều điểm thì hộp nó sẽ càng ngon, và anh em không muốn biết nó có gì thì vẫn cứ ấn vào cái dấu hỏi góc là được nhá. Đó, và chắc chắn nó sẽ có tiền và vàng, và cái 3 đến 4 cái xong nó có cái dấu hỏi chấm ở sau này.
nó có thể là những cái ngẫu nhiên ở trong đây, trên item, token và điểm kỹ năng nhé. Và tiếp theo anh em vào cái phần đây này, đó, cái phần này là cái phần đây nó có hợp đồng này. Đây thì anh em làm đây nhé, cái hợp đồng tiếp theo sẽ có thời gian trong trong đây, có nghĩa là những cái bên đây nó sẽ biến mất sau 21 giờ nữa, nhưng mà còn cái tích ở bên dưới này 3/5 này thì nó sẽ không biến mất nhé, nó sẽ vẫn còn ở đây. Đó, anh em chỉ cần cứ đủ hoàn thành đủ 5 cái nhiệm vụ thì là nó sẽ mở cái này cho anh em. Cái hộp này chỉ còn đang hoàn thành nhiệm vụ nhé, nó không cần phải tích điểm ở đây. Đó, anh em có thể kiếm tiền và làm nhiệm vụ ở đây, làm nhiệm vụ ở chỗ này thì anh em có thể vừa tích cái hòm ở đây và tích cái hòm bên dưới nữa. Anh em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhé. Và sang cái phần nhiệm vụ bên đây nữa thì cái phần nhiệm vụ ấy thì là nó được ít tiền lắm, chứ nó bỏ mình nâng cấp với lại làm những cái nhiệm vụ chiến dịch ấy. Thì lúc mà anh em cài chiến dịch ấy thì tiện thể là chú ý cái bên đây luôn được. À, thì bên đây nó không được nhiều tiền lắm và nó cũng được rất là ít cái điểm cộng vào cái thùng bên dưới. Còn tiếp theo là cái phần thành tựu này nữa. Thì cái phần thành tựu này, nhiệm vụ của nó là vĩnh viễn, nghĩa là anh em cứ làm xong nhận tiền thế thôi. Không muốn làm bao giờ thì làm, cứ xong là nó sẽ hiển thị lên luôn màn hình của anh em, không cần phải vào đây nhận. Đó. À, còn tiền tiếp tục anh em có thể vào cái phần cái thùng quay ở đây nhé, thùng quay token. Thì token này anh em có thể kiếm ở các cái thùng mở ngoài kia hoặc nạp. Thì đây anh em cũng vào quay thôi. Nó sẽ cho các phần quà ngẫu nhiên. Thì trong thùng có gì anh em lại ấn vào dấu hỏi nhé. Thì anh em cứ quay hết, quay kiểu các thùng bên dưới ấy, thì nó sẽ được tích ở các thùng bên trên này. Đấy, các thùng càng mất nhiều điểm tích thì nó sẽ được quà càng ngon nhé. Đấy là những cái mà có thể kiếm tiền. Và tiền ấy, thì anh em hãy dùng để nâng cấp nhé. Hàm vàng đấy, anh em hãy đổi ra tiền để nâng cấp, đừng mua avatar với lại nâng cấp nhanh nhé, chỉ đến nâng cấp chậm thôi. Và item ấy, thì là anh em chú ý ở đây nó có những cái item khuyến mại này, mình để dành một ít vàng, item nào mình hay dùng ấy thì mình mua, nhưng mà đợi khuyến mại 50% hãng mua nhé. Còn sang bên nâng cấp này anh em có thể thấy gần 60.000 một cái nâng cấp. Đấy, nên là anh em phải để lại tiền nhé, đừng có để lại vàng nữa, đổi ra tiền nhé, đừng có nghịch vớ vẩn. Đấy, thì là ở cái phần nâng cấp này anh em nên nâng chú tâm vào một số loại chủ nhật. Đây nick này nạp nhiều đấy thì là người ta mới nâng nhiều quân như thế này, còn nếu mà anh em nạp ít ấy và mới chơi thì nâng một số quân chủ nhật nhé. Thì chủ nhật bên đỏ ấy thì là lính 2 nhé và cái xe 1 này, anh em đánh hai quân này đến tận 18-19 vẫn được nhé. Nhưng mà càng đánh thấp thì những hai quân này tác dụng của nó càng lợi, càng khỏe, còn càng lên cao ấy thì là tác dụng của nó sẽ yếu dần đi và anh em phải chuyển đổi sang quân khác. Còn lính 1 ấy thì anh em chỉ cần nâng mỗi cái máu này với cái mũ này thôi, vì là lính 1 của đỏ nó khá là yếu, nó không chơi được với quân nào của bên xanh cả, nên là người ta sẽ ít nâng, chủ yếu nâng để nhặt hộp thôi. Vì là nâng máu thì nó sẽ có tốc độ chạy ở đây, còn nâng mũ này thì nó sẽ có tầm nhìn đấy, để anh em có thể nhặt hộp dễ hơn. Còn lính 2 này cực kỳ khỏe, map nào nó cũng chơi được vì là nó có thể đi vào trong bụi được, mà lính tất cả loại lính của đỏ có thể đi vào trong bụi được, còn lính xanh thì nó không đi vào trong bụi được, nên là nhất là cái map rừng ấy, lính đỏ có thể dàn quân đứng trong bụi và nó rất là khỏe luôn đấy. Và con xe 1 này để kẹp với cái con lính 2 thì là vì là thường nếu mà bên địch ấy biết mình ra lính 2 thì nó sẽ có những thường thường sẽ ra lính 1 để trị, để khắc chế mình, thì là mình phải có xe 1 kẹp để bắn lính 2 nhé, à lính 1 của địch nhé. Đó, thì xe 1 này nâng cũng cơ động nữa, nó có thể dò nhà tốt cho anh em, và anh em chỉ cần kết hợp với cách triển khai nhanh của mình này đấy, và nâng mắc quân chủ lực ở cái rank của mình thì là đánh tỷ lệ win 60-70% là quá là bình thường luôn đấy. Còn
Về cái phần điểm kỹ năng này, mình tiện nên nói luôn là anh em nâng hai cái cuối cùng mắc trước nhé. Thu thập tài nguyên và tốc độ sử dụng này là hai cái cần mắc đầu tiên. Còn sau đó thì anh em thích nâng đỡ cũng được, còn không thì đánh quân nào nâng vào quân đấy là ok nhất. Còn về phần quân xanh, à còn về mình nói luôn phần nhà nhé, thì nhà nâng cấp ấy, anh em đầu tiên cứ nâng tác dụng của nó trước. Tác dụng nào nó ảnh hưởng rõ rệt nhất đến trận đấu ấy, thì anh em nâng trước, như cái nhà chỉ huy này thì anh em sẽ nâng tài nguyên đầu trận trước. Cái này tiền cộng trực tiếp lúc đầu trận cho mình để mình có thể là xây được nhà sớm hơn, hoặc là và nó có một lượng tài nguyên nhiều hơn để mình triển khai thế trận. Và tiếp theo là cái quân số này. Đấy, quân số nó cũng sẽ rất quan lợi nhé. Đôi lúc chỉ cần hơn một vài đơn vị thôi, đấy nó cũng đã khác rồi. Và tiếp theo là cái tài nguyên sản xuất cơ bản này, đấy là ba cái cần nâng ở trung tâm chỉ huy đầu tiên. Xong là tiếp theo đến xưởng xây dựng thì anh em nâng luôn tốc độ xây dựng nhé. Và cái khu vực xây dựng là hai cái quan trọng của cái này, của nhà máy điện ấy, thì em cứ nâng điện thôi. Nhưng mà cái này này nhà máy điện sẽ nâng sau ở trung tâm chỉ huy, xưởng xây dựng và trung tâm cung cấp nhé. Bao giờ anh em nâng ba cái kia ok rồi thì mới nâng cái nhà máy điện nhé. Thì ở trung tâm cung cấp thì anh em nâng cái này trước này, và nâng đến cái này nó là hai cái cần thiết phải nâng. Còn ở các nhà lính này thì anh em chơi lính thì anh em nâng thời gian sản xuất thôi. Bao giờ mà anh em ấn vào mà nó đòi hỏi cái bên đây này, anh em nhìn này, chữ yêu cầu này, đấy thì cái này muốn nâng tiếp theo thì phải, thì đó chính là cái này này, nó phải lên 12 thì mới có thể nâng được. Và điều kiện tiếp theo của nó là mình phải đạt rank level 18 nhé. Đấy là hai cái điều kiện của nó có. Còn một số cái thì nó chỉ cần một điều kiện thôi. Đấy, thì anh em làm đúng điều kiện của nó là được. Còn công trình phòng thủ anh em cứ nâng mỗi tháp canh thôi nhé, chưa cần phải nâng nhiều. Nên cao hơn thì lúc đó anh em chơi nhiều biết nhiều đấy, thì là sẽ biết mình phải nâng thêm cái quân nào nữa cho phù hợp với lối đánh. Còn sang bên xanh ý, thì mình sẽ chuyển qua hồ sơ 2 để nói cho anh em biết nhé. Này hơi nâu một chút. Sang bên xanh thì là xanh thì anh em lại nâng khác một chút, đó là cứ mắc lính một nhá, và con hammer này, đấy là hai cái chủ lực của bên xanh. Anh em nếu mà có thích đánh những cái loại quân khác để test xem nó như nào ấy, thì anh em thỉnh thoảng đánh một hai trận đánh cũng được, hoặc là vào chiến dịch để test. Chứ còn PVP mà anh em muốn win ấy, thì cứ chủ lực đánh, đánh nhanh nhá, sớm nhá. Vì à những cái quân mình đưa cho anh em ấy toàn là quân hạng nhẹ, và hạng nhẹ thì nó sẽ đợi khoảng lúc đầu trận thôi. Đấy, đến tầm cuối cuối trận mà anh em đánh lâu ấy, thì hạng nhẹ nó sẽ yếu, nó không còn tác dụng nữa, vì nó lúc ấy bên kia phòng thủ nhiều và nó cũng có quân hạng nặng rồi. Đấy, nên là nó sẽ khó chơi hơn. Còn xanh thì sẽ nâng mắc lính một nhá, vừa có thể để nhặt hộp này mà vừa có thể công. Lính một của xanh rất là khỏe nhé, nói chung là nó chơi gần như tất cả các loại lính của bên đỏ luôn, trừ cả mấy cái loại xe một xe hai của đỏ luôn đấy. Nên là anh em không phải sợ gì cả nếu mà nâng mắc con lính một này chơi hết. Còn hammer nữa, vì là lính một ấy nó chỉ gây sát thương nên lính của địch ấy là nhiều ấy, còn xây sát thương nhà nó sẽ ít ấy. Đấy, thì anh em phải nâng cái con hammer nữa để khi mà anh em đi công ấy, kẹp mà thêm cả hammer nữa để công nhà địch cho nó nhanh đấy, tránh trường hợp nhà địch có thể kiểu thu nai rai nhây vào hồi được. Thì Hammer là xe nó vừa cơ động và nó có thể phá nhà tốt nhé. Đấy, và tiện nếu bên kia có kiểu những cái loại xe một đấy như vừa mình bỏ anh em nâng thì nó có thể chống được đấy. Và chơi anh em cứ phải nhanh tay đã thì mới có thể đánh địch sớm ấy và win được. Đây là những cái gì mình muốn chia sẻ video này, cảm ơn anh em đã xem nhé, chào anh em.